mày. Và hiệp hai đầu hiệp hai là thấy cốc đôi 10-15 phút đầu là tập trung mất cảm tưởng cảm giác là các bạn mất tập trung, nhưng mà khi các bạn nhìn trái thì hào hùng thật và các bạn phải lấy lại phong độ đã cũng rất nhiều cơ và cái chung kết kết quả là chung kết của chúng ta. Chúc mừng các bạn, chúng ta vào gặp nhau bằng lối chơi chất, lối chơi kỹ thuật, lối chơi đẹp, chơi phép ở đây. Đấy, các bạn tiếp tục duy trì như thế, thể hiện đẳng cấp bằng lối chơi đẹp, chơi kỹ thuật, đẳng cấp phép ở đây để khẳng định đến niềm tin mong mỏi của các cổ động viên các bạn nhá. Rồi bây giờ này, hôm nay là vào vòng trong thưởng thêm 500 triệu.